Rồi. Rồi. Rồi tiếp tục nha. Thì chúng ta có những mục tiêu chiến lược để định hướng cho tới năm 2025. Cái mục tiêu này là những mục tiêu mà xuất phát từ quan điểm đấy và xây dựng cái định hướng phát triển ngành y tế, các chính sách và định hướng của chúng ta trong thời gian tới. Thế thì đến năm 2025 thì chúng ta kỳ vọng là cái tuổi thọ chúng ta sẽ đạt 74,5 tuổi. Nhưng đặc biệt lưu ý cái này nè, là cái năm mà sống khỏe mạnh đó, cái năm sống khỏe mạnh của chúng ta nó còn thấp, thì chúng ta kỳ vọng đến năm tuổi thọ thì cao, nhưng cái năm mà sống khỏe mạnh đó là chỉ đến năm 25 thì khoảng 67 năm, 2055. Rồi cái bảo hiểm y tế đó, mà chúng ta gọi bảo hiểm y tế toàn dân, bảo hiểm y tế xã hội đó, thì đạt vào khoảng 95%, hy vọng là như thế nha. Nhưng mà đến 95% là tốt lắm rồi, nhưng 100% thì chắc cũng được đâu. Rồi cái số mà phải móc tiền túi khi đi khám chữa bệnh, phải móc tiền túi ra để chi trả đồng chi trả, cũng như là những người mà không có bảo hiểm y tế đó, đồng chi trả nè, những người không có bảo hiểm y tế là, hoặc là chi trả vượt quá những cái kỹ thuật mà bảo hiểm y tế người ta quy định, thì nó sẽ giảm xuống còn 35%. Là số móc móc từ tiền túi mình ra chi trả hiện nay nó vào khoảng 40 mấy%, 40 mấy%, thì hy vọng nó sẽ giảm xuống dưới 35%. Cái tiêm chủng mở rộng thì hiện nay chúng ta là có chương trình tiêm chủng trẻ em nhé, và chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em, thì hiện nay là cái 9 loại vaccine, bây giờ đến năm 2025 thì chúng ta sẽ nâng lên thành 12 loại vaccine. Trong thời gian tới thì chắc có thêm cái HPV đấy, cái vaccine mà ngừa ung thư cổ tử cung cho nữ ấy, HPV, chắc là sẽ thêm cái đó. Chứ hiện nay là 9 loại nha, 95% là được chích ngừa đầy đủ với 12 loại vaccine. Cái gọi chích ngừa đầy đủ đó. Còn đây cái tỷ lệ chết của trẻ 5 tuổi và trẻ dưới 1 tuổi đây, thì cố gắng là giảm xuống, làm giảm nha, giảm xuống cái chết dưới 1 tuổi này, mortality rate là tỷ lệ chết nói chung của trẻ dưới 1 tuổi, 5 tuổi là 18,5 ngàn năm 2025, còn trẻ dưới 1 tuổi thì là 12,5 phần ngàn. Đối với trẻ, cái chỉ số này nè, chỉ số mà trẻ chết dưới dưới 1 tuổi đó là một cái chỉ số là hết sức là nhạy cảm nha. Chỉ những cái nước người ta căn cứ vào cái chỉ số này nè để người ta đánh giá cái trình độ chăm sóc, trình độ mình lạc hậu hay là tiên tiến,
của một quốc gia đó, nó là một trong những chỉ số đó. Hay là tỷ lệ chết của mẹ, chết của mẹ khi sinh, nghĩa là hai chỉ số mà của chết của bà mẹ nè khi đẻ nè, chết của trẻ dưới một tuổi mà nó cao thì cái quốc gia đó, cái lãnh thổ đó được đánh giá là lạc hậu, nghèo là kém, không chăm sóc được sức khỏe cho phụ nữ có thai và trẻ em dưới một tuổi. Trước đây cái chỉ số này nè, chỉ số mình chết thì của trẻ em dưới một tuổi này nè, nó tới 40 mấy%, 45%. Cái thập niên 70-80 của năm thế kỷ thứ 20 đó, 1970-1980 đó, nó lên tới 30 mấy 40%, 40 ngàn đó. Thế hiện nay thì nó thấp lắm rồi nha, hiện nay thì nó giảm rất nhiều rồi, nhưng đến năm 2025 chúng ta cố gắng giảm xuống dưới 12.5%. Em cứ coi những cái báo cáo của nước ngoài hay báo cáo của Việt Nam hay các nước ấy, thì những cái chỉ số này người ta hay sử dụng lắm, hay người ta hay đưa ra. Rồi cái tỷ lệ mà suy dinh dưỡng mà statin nên là nên học rồi thì cái nếu mà cái gọi là suy dinh dưỡng có mấy thể đấy, thể thiếu cân, nhẹ cân, còn cái đây là thể vừa gầy, statin là vừa gầy vừa thấp, hay gọi là thấp còi, suy dinh dưỡng của cái dạng thể thấp còi của trẻ dưới 5 tuổi. Thì cái chỉ số này ở Việt Nam chúng ta cũng còn tương đối là khá cao. Chứ còn cái thể mà suy dinh dưỡng mà cái kiểu nhẹ cân, nhẹ ký đó thì nó giảm nhiều lắm rồi, nhưng mà còn cái thể này nó chưa giảm nhiều, nên nó còn vẫn còn trên 20%. Thì ở đây chúng ta đến năm 2025 chúng ta cố gắng là đưa nó xuống dưới 20% nha, trẻ dưới 5 tuổi đấy. Rồi làm giảm cái béo phì của người lớn, cái béo phì của người lớn chúng ta cũng cao đấy, khống chế, cố gắng khống chế nó dưới 12%. Có nhiều nước cái tỷ lệ béo phì người lớn nhiều lắm. Xem những cái clip mà bên Mỹ đó là béo phì người lớn, béo phì người lớn vòng 1 cũng to, vòng 3 cũng to, vòng 2 cũng to, vòng 2 là to nhất, vòng 2 là cái vòng bụng đó to. Thì cố gắng là đưa nó xuống dưới 12% để béo phì của người lớn. Là cái chiều cao trung bình của thanh niên thì cố gắng nâng nó lên là 167 cm ở nam, 156 cm ở nữ, khổ sở lắm. Nữ của chúng ta năm 2017-18 thì thế, thì cái chiều cao trung bình của nữ có 1m53 thôi, 153 cm ở nữ là quá thấp, có lùn, rất khổ. 53 là quá thấp rồi, thì cố gắng là đưa nó lên 1m56 nha, đây 5 năm sau đến 2025. Nam thì còn từ nam thì trước đây là 1m63, cũng cái năm 2017 rồi đấy, 1m63. Thế bây giờ đến cố gắng đến 2025 thì nâng lên là 1m67. Rồi quản lý sức khỏe,
quản lý sức khỏe. Một trong những cái chỉ số mà người ta rất kỳ vọng, nước rất kỳ vọng là cái tỷ lệ người dân được quản lý chăm sóc sức khỏe. Thì ở đây chúng ta cố gắng là được quản lý là khoảng 80%. Còn cái quản lý mà các bệnh không lây đó, nhất là một số bệnh không lây thì cũng giao, bây giờ là giao cho trạm y tế quản lý đấy. Đấy thì đến năm 2025 thì 95% số trạm y tế đó triển khai thực hiện cái quản lý các bệnh không lây, một số bệnh thôi. Như hiện nay thì có bốn nhóm bệnh thôi: tim mạch, ung thư, đái tháo đường, chuyển và COPD, là cái bệnh mình tuyến thắt phế quản á, tuyến thắt phổi á, mãn tính. Thì bây giờ cố gắng là 95% được các trạm y tế để thực hiện được cái việc quản lý này, quản lý là lên danh sách á, rồi tư vấn, rồi theo dõi, rồi điều trị ngay cả điều trị nha, điều trị tại nhà, điều trị tại trạm y tế, nếu có gì thì chuyển lên tuyến trên, nhưng mà trước mắt là tại cơ sở phải thực hiện cái quản lý các bệnh không lây này nè, cái bệnh không lây đó. NCD đó. Rồi 30 giường bệnh, ta có 30 giường bệnh trên 10.000 dân, 10 bác sĩ trên 10.000 dân. Chỉ số này chúng ta so với một số nước trong khu vực, nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á thôi nhé, là chúng ta còn thua nhiều các nước đấy. Lào, Thái Lan, Lào, Campuchia đã vượt chúng ta rồi đấy. Dân số nó ít mà. Thì ví dụ như nói một cái ví dụ thôi, có 10 bác sĩ trên 10.000 dân, thì đến năm 2025 thì chúng ta cố gắng đạt được 10 bác sĩ. Nhưng cái số này nè, cái chỉ số này, ngay vào thời điểm này, năm 2020, thì Thái Lan nó có 16-17 bác sĩ trên 10.000 dân. Ngay thời điểm này, đến chúng ta kỳ vọng đến năm 2025 mới có 10 bác sĩ là quá thấp. Cái này chúng ta phải, Thái Lan thì nó có dân số nó khoảng 60 mấy triệu, chưa được 70 cho cái mấy triệu dân. Việt Nam chúng ta thì suýt soát 100 triệu rồi, phải cố gắng là tăng tốc đào tạo bác sĩ. Thế là chưa kể dược sĩ đại học nha. Rồi chúng ta cũng khuyến khích là có tăng cái số giường bệnh của tư nhân, nghĩa là bệnh viện tư đó, tăng số giường của bệnh viện tư tăng lên. Rồi cái tỷ lệ hài lòng của người bệnh đó, đến năm 2025 mình cố gắng được 80%. Năm ngoái, năm kia, năm 2019 thì cục khám chữa bệnh khảo sát cái tỷ lệ này thì chỉ rơi vào khoảng từ 60 cho đến 70 thôi, có nơi còn thấp hơn ấy. Nhưng mà cứ nói ra là chung mức bình ấy, rơi vào khoảng 60-70 những khoảng đó, tại vì khảo sát ngẫu nhiên thế thì cái tỷ lệ hài lòng nó thấp. Tất cả các bệnh viện mỗi năm và một số cơ sở khác cũng thế, nhưng mỗi năm phải tiến hành khảo sát cái sự hài lòng của người dân đối với các dịch vụ y tế được cung cấp. Thì phát phiếu thôi, phát phiếu khảo sát này đưa cho người bệnh, người dân mà điền vào, xong rồi chúng ta thu thập, chúng ta xem coi là những tổng số người trả lời thì bao nhiêu phần trăm là hài lòng.
có mấy mức độ đó: hài lòng, rất hài lòng, hài lòng, cái mức mức trung bình đó là trung bình, nghĩa là nửa hài lòng, nửa không hài lòng, rồi cái mức là không hài lòng, rất không hài lòng. Những năm mức độ khảo sát này gắn liền với cái khảo sát chất lượng của bệnh viện đó. Đây là cái mức, cái mục tiêu cho đến năm 2030 nha. Nó cũng là những chỉ số đó nó được nâng cao lên, ví dụ như là tuổi thọ tăng lên là 0,5 năm, thì bây giờ là 75 năm. Cái năm sống khỏe mạnh thì 2025 là 67, thì này là nâng lên 68. Còn cái insurance đó, cái bảo hiểm y tế đó, thì nâng lên trên 95, trên 95 nha. Trên là được, nâng lên trên vân vân. Đây là những cái chỉ số mà mục tiêu để chúng ta cố gắng đạt vào năm 2030. Đề kế quản lý dân số, quản lý bệnh nhân đó, quản lý sức khỏe đó, tôi gọi là quản lý sức khỏe. Tiếp tới là quản lý sức khỏe toàn dân, thì Bộ Y tế hiện nay đang làm cái sổ cái khám sức khỏe mà điện tử, cố gắng là quản lý sức khỏe bằng bằng hồ sơ bệnh án này, hồ sơ điện tử. Mỗi người ta làm nó cái trên mạng đấy, thành Hồ Chí Minh làm cái sổ sức khỏe điện tử, chúng có cái app trong cái vụ dịch này nữa, cái lên vô cái app là sổ sức khỏe điện tử, trong đó là khai báo về y tế nè, rồi tiêm chủng nè đó, thì đó là cũng là một hình thức quản lý sức khỏe đấy, sức khỏe toàn dân đấy. Quản lý các bệnh không lây nâng cao lên, giường bệnh thì là 32, bác sĩ là lên 1, 5 năm mới có thêm một bác sĩ. Nên nhớ cái 2025 là 10, bây giờ đây là 11 đây. Tỷ lệ là hài lòng là nâng lên từ 80 lên trên 80, trên 90. Nhưng mà ta xóa sổ một số bệnh, hy vọng là chúng ta sẽ xóa sổ được một số những cái bệnh mà có bệnh dịch ấy, như là kiểm soát được, kiểm soát và xóa thanh toán HIV này, lao này, sốt rét này, chỗ đang tiến tới thanh toán là loại trừ nó đó, thì sốt rét bây giờ rất hiếm, rất ít nha. Chỉ còn nó chấp rét chỉ còn ở những vùng Tây Nguyên thôi, Tây Nguyên, Tây Bắc, vùng dọc theo biên giới Lào, Campuchia. Ở trong Nam này thì có cái tỉnh Bình Phước còn đó, nhưng mà cũng ít lắm, rất ít ca chấp rét đó. Thường thường người ta gọi nó là ca chấp rét ngoại lai, nay là nó không phải ở tại chỗ mà cái chốt rét nó ở ở nơi khác, nó về địa phương đó, thì ta gọi là sốt rét ngoại lai. Những người dân ở tỉnh đó nhưng mà đi qua đi nơi khác, đi qua Campuchia, Cà Man trong quay về mang theo sốt rét, thì ta gọi đó là sốt rét ngoại lai. Mà có cái tình trạng sốt rét kháng thuốc nha, thuốc. Có một cái dự án này toàn cầu đó, gọi là quỹ toàn cầu nghiên cứu về sốt rét kháng thuốc. Tổ chức y tế thế giới cũng kỳ vọng rằng là sẽ tiến dần đến cái loại trừ mà thanh toán sốt rét, nhưng mà phải có vaccine. Hiện nay thì chưa có, chắc sẽ có.
Ký sinh trùng sốt rét nó nằm ở trong tế bào hồng cầu, nằm trong tế bào hồng cầu, nó ký sinh ở trong tế bào hồng cầu. Do đó mà cái miễn dịch của chúng ta khó có thể kháng thể đó, khó có thể tấn công vào ký sinh trùng nó nằm trong hồng cầu. Thế thôi, chúng ta biết hết rồi. Bây giờ chúng ta xem một số những cái chính sách chiến lược cơ bản. Nếu thì từ quan điểm này, từ mục tiêu này, bây giờ làm sao để đạt được những mục tiêu đó, thì có một số chính sách phải quan tâm xây dựng, ban hành hoặc là điều chỉnh, sửa chữa, bổ sung nếu đã có sẵn, để chúng ta thể hiện, để chúng ta thực hiện cái quan điểm về y tế trong cái giai đoạn hiện nay và trong tương lai. Thứ nhất là cái dự án, cái chiến chính sách về phát triển nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực, phát triển cái y tế cơ sở, tăng cường cái chất lượng của các dịch vụ y tế. Đấy là một trong những chính sách quan trọng để tăng cường cái chất lượng các dịch vụ y tế, thì nó phần lớn là cái nguồn lực con người. Chúng ta phải đào tạo, chúng ta phải nâng tay nghề, chúng ta phải cấp chết. Cái đào tạo của ngành y nó rất là khó, khoa học ngành y khó lại khó đấy, nhưng là y học là khó đấy. Thì làm sao nâng được, nó đòi hỏi thực hành nhiều, cái tay nghề, cái đòi hỏi thực hành, chứ không phải là lý thuyết nữa, còn là lý thuyết mà nó là thực hành. Khoa học y học nó gắn liền với thực hành, thì cái chất lượng của các dịch vụ y tế này nó thể hiện, được thể hiện qua cái tay nghề thực hành cao của nhân viên y tế. Chúng ta xây dựng các thể chế, cơ chế, nhất là cơ chế tài chính. Thì cái chế đầu tư cho y tế, cái này là cái khó thôi. Rồi, như nãy nói cái lương của nhân viên y tế thấp thì cũng là từ cái đầu tư của tài chính cho y tế. Nếu bây giờ tăng cái lương của nhân viên y tế lên, cái quỹ lương của nhân viên y tế lên, thì nó cũng là những vấn đề lớn. Hiện nay nhân viên y tế toàn quốc có khoảng vài trăm nghìn thôi, trăm ngàn khoảng 400-500 gì đấy, 400-500 nhân viên y tế trên toàn quốc á, 400 nhưng còn mà đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nó chứ tốn kém nhiều lắm. Như thế thì phải, vì nó là vốn quý nhất mà, bây giờ đầu tư cho y tế là đầu tư cho phát triển. Thế thì bây giờ, nhưng mà bây giờ đó là quan điểm, nhưng bây giờ làm sao để thực hiện cái đầu tư này theo quan điểm đề cập, nó phù hợp, nó tương xứng. Thế thì chúng ta phải có những cái chính sách về vấn đề này. Thứ ba là xây dựng cái tăng cường cái chính sách để tăng cường cái hệ dự phòng. Hệ dự phòng, nói dự phòng, ta nói là dự phòng là chính,
phòng cháy hay hơn là chữa cháy là thế đấy, là thế đấy. Mà trong quan điểm muốn nói phải đầu tư cho dự phòng, tư cho dự phòng, mà đầu tư dự phòng đó là để tăng cường sức khỏe, mà phải phải cái chính sách để mà kết hợp các liên ngành tham gia của cộng đồng. Thế thì trong tập trung vào cái đầu tư này, nơi chính sách hoàn thiện cái bảo hiểm y tế, bảo hiểm y tế và cái viện phí. Bây giờ ở bệnh viện nó có hai nguồn thu, bây giờ chỉ còn ăn thua nhà nước hết cấp rồi, chỉ trừ một số những cơ sở nhà nước cấp ngân sách, còn bây giờ là phải tự thu được chi. Như thế thì có hai nguồn thu. Nguồn thu thứ nhất là bảo hiểm y tế nha, cơ quan bảo hiểm y tế sẽ trả tiền cho bệnh viện qua cái số bệnh nhân mà đi khám, số thẻ bệnh nhân đi khám, số thẻ bảo hiểm y tế. Thứ hai là nguồn thứ hai là từ viện phí, từ cái nguồn thu từ các dịch vụ khám chữa bệnh ngoài bảo hiểm y tế quy định thì thu thêm cái đó, hoặc là những người chưa có bảo hiểm y tế thì thu từ những người đó, có hai loại thế. Ở đây thì nói cố gắng là sẽ thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân. Nếu bảo hiểm y tế toàn dân thì như thế cái việc phí đâu còn, nó việc phí nó chỉ còn là cái dịch vụ. Người ta có bảo hiểm y tế nhưng người ta muốn thêm một số những dịch vụ khác, cái dịch vụ cao cấp hơn để thu từ những cái nguồn đó. Đấy, cái chính sách cơ bản. Năm là chúng ta xem xét xem những cái dịch vụ khám chữa bệnh đó nó phải đáp ứng được cái mục tiêu công bằng. Tất cả cái dịch vụ sẽ xem xét, đừng để cho những đừng tập trung những người ta gọi là thương mại trong các cơ sở y tế, thì có tình trạng là thương mại hóa, cái gì cũng tính tiền trong các bệnh viện. Thì là phải có chính sách cho vấn đề đó. Rồi chính sách vẫn tiếp tục những chính sách về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kết hóa gia đình, chính sách về y học cổ truyền, chính sách về thuốc điều trị, vaccine, thực phẩm, trang thiết bị và hạ tầng cơ này cũng còn. Chúng ta lấy cái giường bệnh đó, cái số giường bệnh là nãy nói giường bệnh nó 30 đó, cố gắng lên, hiện nay nó mới có 20 hai mấy, cố gắng lên 30 giường bệnh. Thì như thế phải muốn nâng lên thì phải đầu tư vào hạ tầng cơ sở, xây dựng mở rộng bệnh viện, xây dựng mở rộng bệnh viện nó không phải là đơn giản nói tăng giường bệnh lên thì phải tăng thêm nhân viên y tế, tăng thêm người phục vụ, tăng thêm trang thiết bị, vân vân. Chứ nói tăng giường bệnh đâu phải tăng giường bệnh thì rất dễ bỏ tiền ra mua giường bệnh về đặt, thì nó tăng giường bệnh lên nhưng mà tăng giường bệnh nó kéo theo những chi phí khác. Rồi chính sách về nghiên cứu khoa học,
hoặc phát triển những kỹ thuật, khoa học kỹ thuật. Đấy là những chính sách cơ bản. Bây giờ chúng ta xem thấy những giải pháp để thực hiện các chính sách và định hướng cơ bản đó, thì chúng ta cần những giải pháp gì? Giải pháp gì? Thứ nhất là giải pháp lúc nào cũng là tăng cường cái vai trò lãnh đạo của đảng và nhà nước. Đảng nhà nước. Rồi cái tham gia của xã hội, trong đó có mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị và của toàn xã hội. Như cái này lúc nào cũng đi đầu hết á, mà nó không thể không có nó. Thì có lãnh đạo, có chỉ đạo, có quản lý thì mới có được những cái khác. Mới có được nhân viên y tế được tăng lên, số giường bệnh được tăng lên, vân vân, có tiền mới có gì vân. Nói thì cái này vẫn là một cái giải pháp. Làm sao để cái giải pháp này nó thực sự là được tập trung nguồn lực cho y tế. Giải pháp này giúp chỉ đạo để tập trung tăng cường cái nguồn lực cho y tế phát triển. Tăng cường cái đổi mới và tăng cường cái truyền thông giáo dục sức khỏe nè, rồi phát động các phong trào toàn dân xanh sạch đẹp hay toàn dân gì đấy vân vân các thứ, toàn dân khỏe mạnh cái gì phong trào rèn luyện thể dục thể thao vân vân các thứ. Thứ hai là những giải pháp để phát triển để nâng cao cái sức khỏe cho người dân. Những giải pháp tập trung giải quyết cách để giải quyết các vấn đề để nâng cao sức khỏe cho người dân. Thứ nhất là vấn đề nhận thức của người dân phải được nâng lên, rồi cái hành vi của người dân, những cái hành vi mà lối sống mà nó có nguy hại đến sức khỏe thì phải thay đổi nó. Thay đổi. Cái này thì phải có cái cơ chế để ràng buộc trách nhiệm đối với cái hệ thống chỉ cũng như là cái hệ thống toàn xã hội. Rồi vấn đề dinh dưỡng khoa học thì làm sao để có cái nó phù hợp với từng cái khẩu vị này, rồi khẩu phần ăn của người dân, khoa học như là phải chất đạm, chất béo, chất đường gì đấy, nó phải cân đối, không nhiều chất béo quá cũng không nhiều chất đường quá, nó phải cân đối trong khẩu phần ăn của người Việt Nam. Chúng ta cũng phải xây dựng cái gọi là những tiêu chuẩn an toàn. Tiêu chuẩn an toàn về thuốc mình chỉnh, cái này chúng ta đã làm, đã lập rồi thì tiếp tục làm. Cái vấn đề thực phẩm là vấn đề phức tạp nhất. Cái luật, chúng ta có cái luật về an toàn thực phẩm từ năm 2010 mấy năm nay, 10-11 năm nay rồi, nhưng mà vẫn chưa cải thiện được bao nhiêu. Thì các bạn đi cứ ra đường thì sẽ thấy là thực phẩm mà mất an toàn nó nhiều lắm, nhiều nó sát sườn ngay bên mình. Cái làm sao kiểm soát được cái an toàn thực phẩm, vấn đề lớn. Thế bây giờ mới
trước đây là giao cho ngành y tế, nhưng bây giờ mới giao lại cho cái luật an toàn thực phẩm mà sửa đổi là giao ngoài y tế ra là nằm cốt, nhưng mà bên cạnh đó là phải nông nghiệp và công thương, hai ngành đó phải cùng với Bộ Y tế chịu trách nhiệm về vấn đề an toàn thực phẩm. Anh nông nghiệp là nuôi trồng mà, thế là nguyên liệu nuôi trồng cây này, còn rau củ quả này, động vật, súc vật, gia cầm, vân vân, gia súc. Anh công thương là anh buôn bán, sản xuất. Thế thì ba ngành giao cho ba ngành phải lo chia trách nhiệm, phải lo những nhiệm vụ, phải lo cho cái vấn đề an toàn thực phẩm. Tập trung giải quyết cái việc lạm dụng thuốc, lạm dụng thuốc, ma túy, kiểm soát cái ma túy đó, thì phải có những giải pháp để giảm cái rượu bia, thuốc lá. Cái thuốc lá chúng ta có chính sách rồi, rượu bia chúng ta có chính sách rồi, nên có rồi nha, có luật luật năm 2020 thì cái luật mà phòng chống tác hại của rượu bia đó. Đi ra đường muốn cảnh sát bây giờ đi ra đường mà uống bia có nồng độ bia rượu đó là phạt cao lắm, 2-3 triệu đấy, giam xe này này thứ. Nó cũng là một trong những cái giải pháp của chính sách về phòng chống tác hại của rượu bia đó, của cái luật nhiều lắm, tăng thuế lên, tăng thuế tiêu thụ thuốc lá cũng thế. Nâng cao sức khỏe thì nó còn liên quan đến vấn đề thể chất của con người nữa, thế thì cũng phải để tăng cường để giáo dục thể chất ở trong nhà trường cũng như là ở ngoài xã hội, ta có những thêm những cái hoạt động thể dục thể thao ở trong nhà trường, rèn luyện thể thao, rồi tăng cường trong nhà trường là quan trọng đấy, quan trọng đấy. Chúng ta cũng lưu ý đến những đối tượng béo phì nha, béo phì trong nhà trường từ mẫu giáo cho đến đại học, béo phì nhiều bây giờ nhiều lắm. Thế bây giờ dinh dưỡng trong nhà trường như thế nào, rồi cái giáo dục về dinh dưỡng trong nhà trường để tăng cường cái thể chất, rèn luyện thể dục thể thao lên. Giảm thực hiện các giải pháp mà nó rơi xử lý những cái ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu. Rồi trong cái môi trường thì chắc chắn là đến nước sạch, nước oxy này. Nói oxy thì cũng còn đấy nha, anh nhìn sâu vùng xa thì cái vấn đề mà đầu tiêu đó, oxy đó cũng khó khăn lắm nhé, cũng vẫn còn những đầu tiêu trên rạch, trên sông, trên ao hồ đó cũng còn đó. Rác thải, còn đây xử lý rác thải cũng là đề lớn, đề lớn. Rồi vấn đề lạm dụng hóa chất trong nông nghiệp, hóa chất từ sâu, hóa chất bảo vệ thực vật nhiều lắm, nhiều cái hóa chất mà không biết nguồn gốc từ đâu ra, nó không có trong cái danh mục được phép sử dụng của Bộ Nông nghiệp quy định, nó nhập lậu đó, cái độc hại của nó cũng không biết là có những cái độc hại gì nguy hiểm nha.
nó gây ô nhiễm môi trường đất nước, nó còn gây mất an toàn về thực phẩm, đúng không? Phẩm. Tăng cường những hoạt động văn hóa, thể dục thể thao. Thế nói chung là những cái hoạt động để làm nâng cao sức khỏe cho người dân, cả nó nói nâng cao cả về mặt thể chất, cả về mặt thể chất, cả về mặt tinh thần, rồi vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân. Chính con người, anh ba có nói đến cái yếu tố con người, cái thành công và thất bại, cái mà giải tăng cường nâng cao sức khỏe, bảo vệ sức khỏe cũng là do con người. Có người ta nói với con người, chính con người chúng ta làm chúng ta, chính chúng ta hại chúng ta. Chúng ta nói ô nhiễm môi trường, chúng ta nói biến đổi khí hậu, nó đâu ra, nó do chúng ta chứ ai, nó do chúng ta gây ra, làm thủng cái tầng ozone thì nó do ai, thì do chúng ta, do ngành công nghiệp rồi thải ra khí thải CO2 vân vân, cái hóa chất làm biến đổi khí hậu. Phòng chống thảm họa thiên tai nhé, những giải pháp để mà chúng ta cái này phải chuẩn bị từ trước khi có thảm họa thiên tai. Ta nói luôn ở trong đó là cả chiến tranh nữa nhé, chứ không phải là lũ lụt bão tố gì vân vân, mà ngay cả tai nạn giao thông mà chết nhiều người cũng là một thảm họa. Rồi cái đại dịch chúng ta cũng là thảm họa đó, thảm họa đó. Đại dịch rồi chết nhiều người mắc thảm họa đó. Rồi giao thông này, những tai nạn nghề nghiệp, tai nạn nghề nghiệp, cháy nổ vân vân các thứ. Cái giải pháp chính sách thứ ba mà chúng ta cần phải quan tâm đó là cái an toàn về y tế, an toàn y tế thì chúng ta biết rồi, trong đại dịch đó, COVID nó xâm nhập vào trong các cơ sở điều trị đó, mất an toàn phải đóng cửa đó, các cái hình thức gọi là an toàn y tế phải. Sau là phải có khu vực sàng lọc cách ly, vẫn bị có sàng lọc rồi, bệnh nhân vào khai báo y tế có sàng lọc, có sốt thì đưa ra một khu vực riêng để test nhanh vân vân các thứ, vẫn bị đó. Vừa rồi là Việt Đức đấy, trong bệnh viện chúng ta cũng thỉnh thoảng bị mỗi ca bị nhiều, đó là an toàn y tế. Rồi tăng cường bảo đảm cái hiệu quả của phòng y tế dự phòng vân vân nha. Này cũng nói đến cái vấn đề thảm họa đấy nhé, để phát triển cái hiện nay chúng ta đang triển khai cái mấy năm nay rồi, bác sĩ gia đình, cái ngành học mới, một cái hoạt động mới gọi là bác sĩ gia đình, các nước nó có bác sĩ gia đình đó. Thế thì đang thí điểm ở rất nhiều nơi, nếu là ở các trạm y tế xã phường của một số quận huyện,
một số bệnh viện của ra ví dụ nó phòng khám sĩ gia đình, bác sĩ gia đình chính là cái người thầy thuốc làm cái nhiệm vụ quản lý sức khỏe, quản lý bệnh tật cho người dân. Ở bệnh viện quận hai có một cái phòng khám bác sĩ gia đình, và tư có phòng khám bác sĩ gia đình, sàng lọc khám đa khoa, rồi sàng lọc, rồi hướng tư vấn hướng dẫn, rồi quản lý về hồ sơ, rồi tiêm chủng, rồi quản lý về những cái bệnh tật mãn tính vân vân các thứ, cái dạng gọi là bác sĩ gia đình, rồi tư vấn giáo dục, rồi có những chỉ định nếu mà là chuyên khoa thì chuyển cho những cái bệnh viện chuyên khoa, bác sĩ chuyên khoa. Nhờ thực hiện cái NCD, NCD nói rồi, chúng ta làm ở quản lý và điều trị NCD ở cơ sở như chăm sóc lâu dài đó. Ở cơ sở là ngay nơi đối tượng quản lý, ngay cái nơi mà đối tượng sinh sống, tại nhà, tại khu phố, xã, phường. Rồi những chính sách về kết hợp dân y và quân y, nhất là những cái vùng biên giới. Rồi cái giữa tăng cường cái việc kết nối giữa cái trạm y tế y cơ sở với các cơ sở y tế tư nhân khác, nhân là cái trước đây ngay cả bây giờ cũng chưa kết nối được, nhưng mà ai nên làm, ai nên biết, cái trạm y tế xã phường cũng chưa quan tâm đến việc này. Những phòng mạch tư này, những cái phòng khám tư nhân này, rồi những cái phòng chẩn trị học dân tộc chưa có cái liên kết kết hợp giữa các cơ sở này, nhà nước và tư nhân. Chúng ta có những cơ chế để có, chúng ta có những cái dự án là tăng cường năng lực y tế cơ sở, có dự án tăng cường y tế cơ sở là cái trạm y tế đấy, có nào là đưa bác sĩ về trạm y tế, rồi xây dựng cơ sở vật chất, rồi cung cấp trang thiết bị cơ bản, ví dụ như là máy xét nghiệm, máy thông số đấy, thậm chí cả siêu âm và đo điện tim. Cái đó thì dần từng bước tăng cường cái năng lực cho y tế cơ sở. Cơ sở gọi là nó là trung tâm sức khỏe cộng đồng đó, là CCS, C đó là trạm y tế đấy nha. Chủ yếu là triển khai cái chăm sóc sức khỏe ban đầu nha. Và như thế sau này trạm y tế cũng nhiều việc lắm, vừa khám chữa bệnh, cấp cứu, triển khai có hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý các bệnh không lây nữa, vân vân. Nói chung là cái nhiệm vụ của trạm y tế cũng nặng nề, khá nặng nề. Trạm y tế chỉ có khoảng từ 5 đến 7 người thôi, 7 người. Sổ hồ sơ điện tử đây, hồ sơ điện tử quản lý sức khỏe toàn dân,
Bộ Y tế cũng đang làm đấy, cố nói cái sổ sức khỏe điện tử nó là một hình thức, mỗi người có một cái khai báo đó, cái sổ đó để quản lý sức khỏe của mình. Để nâng cao sức khỏe thì còn phải chú trọng đến những đối tượng nó nhạy cảm, giống như là bà mẹ và trẻ em, nên chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, nhất là ở những vùng xa đó, xa biên giới hải đảo, chăm sóc cho người cao tuổi, người khuyết tật. Đấy là những cái tượng nó gọi là những cái tượng thiệt thòi, nó gọi là những đối tượng thiệt thòi hay là thua kém trong xã hội, kém xã hội. Đây này, cái hình ảnh này em thấy là đây là nhân viên y tế vắt cái thùng đi tiêm chủng tại nhà đấy, kêu mời lên trạm y tế mà tiêm thì cũng không lên, vì nhân viên y tế có phát thùng đi xuống tại tận nhà để tiêm. Thế cũng thấy cái công việc của nhân viên y tế ở trạm y tế xã phường, y tế thôn bản này rất là cực khổ, không thể là nhẹ nhàng gì đâu. Thứ tư, một số những giải pháp về chính sách thì chúng ta cần lưu ý, đó là vấn đề chất lượng của khám chữa bệnh và cái quá tải bệnh viện. Thì nói về chất lượng thì hôm qua có nói rồi, nói với Bộ Y tế chúng ta ban hành cái chương trình tăng cường chất lượng các cơ sở cơ sở y tế nói chung và chất lượng bệnh viện nói riêng. Riêng bệnh viện thì chúng ta Bộ Y tế ban hành cái bộ tiêu chí rồi có 83 tiêu chí về chất lượng bệnh viện nhé. Nếu mà có thì giờ thì các em tham khảo thêm 83 tiêu chí đó là cái gì. Chúng ta phát triển hoàn thiện những cái cơ sở khám chữa bệnh ở tỉnh thành phố song song với cái hệ thống bệnh viện của các lực lượng trang. Thì nãy con Vinh Ni mà cái quan điểm nói về con Vinh Ni đấy, thì giữa quân y và Vinh Ni sẽ phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau. Thì cái này cũng đã thực hiện rồi, các em đi ra ngoài chắc là ở Côn Đảo ấy, hay là ở Phú Quốc ấy, thì em sẽ thấy rõ cái kết hợp quân y và dân y. Ví dụ một cái bệnh viện đó, thì cái anh dân y đó, bệnh viện ở Phú Quốc, thầy ra thì bệnh viện ở Phú Quốc đó là anh dân y giám đốc, nhưng phó giám đốc lại anh là quân y. Một anh trưởng, một anh phó, một anh dân y, một anh quân y, nói hợp. Hay Côn Đảo cũng thế, Côn Đảo cũng thế. Nói là nói về hải đảo, còn ở vùng biên giới cũng thực hiện như thế thôi. Chúng ta Bộ Y tế cũng đang thực hiện, cái này cũng đang thực hiện rồi, đưa ra một số những tiêu chí để xếp loại bệnh viện đó.
mình xếp hạng người tiêu chí đánh giá. Thì nói về đánh giá về hài lòng này, đánh giá về cái sự hài lòng của người dân này, đánh giá theo chất lượng này, rồi đánh giá một số mặt về quản lý này, theo tiêu chí của Bộ Y tế về trạm y tế xã có bộ tiêu chí nha. Chiều nay chúng ta nói bộ tiêu chí đó của trạm y tế xã đấy, để chúng ta xếp hạng. Nói xếp hạng thì chỉ là một cái hình thức thôi, bản chất nó là để gì? Nâng cao cái chất lượng các dịch vụ y tế của các cơ sở y tế đó. Nếu mà có đi bệnh viện á thì các em nên cố gắng tranh thủ để xem cái hồ sơ của khoa phòng và cái phác đồ điều trị, quy trình hướng dẫn điều trị vân có Bộ Y tế ra quy định hết nha. Có cái phác đồ của Bộ Y tế ra, người ta làm ra sao, cái quy trình khám chữa bệnh, quy trình chăm sóc, quy trình nó nhiều đó, quy trình chăm sóc bệnh nhân, quy trình khám bệnh, quy trình hội chẩn vân này, mình học cho mình đi là chúng ta đi thực hành, chúng ta phải biết. Nếu khi chúng ta ra trường ta không có bỡ ngỡ đi vậy, các nhân viên y tế phải thực hiện theo cái phác đồ và theo quy trình khám chữa bệnh đó, làm sai cũng được, theo quy định. Nếu mà sai quy trình, chúng ta gọi là sai quy trình. Nhớ cái vụ bác sĩ Hoàng cái vụ mà chạy thận nhân tạo đó, chết mấy người đó, đổ lỗi là do quy trình. Quy trình thôi thì đương nhiên là theo quy trình thì được rồi, quy trình nó sai thì mình chết. Cái quy trình cũng là do con người làm ra, cái quy trình nó đâu có tội gì đâu, quy trình nó do con người làm ra. Thôi nói chuyện đó rồi chúng ta nói về mặt chất lượng, nó quản lý chất lượng đó. Ở đây nói về cái công nhận lẫn nhau đó, nói chung là về cái xét nghiệm đó. Hiện nay đi nói là cái thiếu cái sự liên kết giữa các cơ sở y tế với nhau là một trong những cái tồn tại lớn. Mặt ai lấy làm đấy, nãy rồi nãy thầy nói là mặt ai lấy làm, không có công nhận đấy. Ví dụ như vấn đề xét nghiệm, kết quả xét nghiệm là cũng là một cái chỉ tiêu xét nghiệm đó, nhưng nơi này làm thì nơi kia không công nhận kết quả đó, phải làm lại nên mới nói thế. Thì Bộ Y tế đã thấy cái này rồi, cũng đã trao cho cái Đại học Y Dược là cái nơi để trọng tài, để kiểm định kết quả của các labo ông A, ông B thì kiểm định xem ông A, ông B làm ra sao, kết quả chính xác nhất là cái gì. Nếu mà hai ông làm giống nhau thì nó coi như là đề nghị là phải công nhận kết quả lẫn nhau, còn nào chưa làm tốt thì phải điều chỉnh, sửa chữa lên thứ. Thì có tình trạng như thế, nó tồn tại như thế, không có liên kết, công nhận, thừa nhận kết quả của nhau. Và chúng ta phát triển cái hệ thống bệnh viện vệ tinh,
Trong đó thì cố gắng tăng cường theo vấn đề ấn định cho tuyến dưới, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới. Thì cái này cũng đang làm nhiều. Bộ Y tế có một cái chương trình gọi là 1816 dự án 1816 là chỉ đạo tuyến đưa cán bộ ở tuyến trên về hỗ trợ cho tuyến dưới, gọi là chương trình 1816. Thế là để chúng ta có đưa ra một số những cái danh sách kỹ thuật ở tất cả các tuyến rồi, và tăng cường cái năng lực thực hiện những cái danh mục kỹ thuật, giao trách nhiệm cho từng tuyến, cho tuyến tỉnh làm cái gì, tuyến quận huyện làm cái gì, xã phường làm cái gì, danh sách cái chuyên môn và kỹ thuật phải thực hiện. Đây cái này quan trọng đây, phát triển cái tăng cường phát triển cái ngành dược chúng ta đấy, dược và trang thiết bị, cái này là cái tồn tại lớn, thế thì phải đảm bảo thuốc đủ, cái này phải đảm bảo thuốc đủ và cả về chất lượng lẫn số lượng. Giá thành phải hợp lý. Đây là một trong những chính sách này. Nãy tôi có nói đến chính sách về thuốc đó, chính sách về thuốc nó có cả cái ngành dược, nó có một cái chính sách lớn lắm nè, mới vừa cập nhật chính sách đó, cũng là định hướng tới năm 2030. Chất về dược, vì trong ngành dược nổi cộm lên là cái gì, nổi cộm lên là vấn đề mà đấu thầu thuốc. Thứ hai em biết rồi, thuốc hàng gian hàng giả đấy, cái vụ VN Phạc Ma đấy nè. Rồi giá thuốc đấu thầu, giá thuốc, rồi vấn đề nổi cộm lên nữa là cái lạm dụng sử dụng thuốc. Thuốc sử dụng những loại thuốc mắc tiền, lạm dụng sử dụng những loại thuốc không cần thiết, nhiều lắm nha, nhiều vấn đề tồn tại trong ngành thuốc. Thì đây để nói để em biết là cái đấu thầu đang xem xét, để các nước cũng nói thế, Việt Nam mày nghèo mình sao mà lãng phí. Các nước thì như Hà Lan này, qua Hà Lan nó tổng thầu thuốc, chính phủ đứng ra tổng thầu thì tập trung, rồi là thầu tập trung, chứ không như Việt Nam thì thầu là từng cơ sở tự đấu thầu. Thành ra mới có những chuyện người này đi tù, người kia đi tù là thế đấy. Đấy là vấn đề về thuốc. Cái này đấu thầu tập trung nó phải minh bạch, nó phải công khai, đúng không? Thế rồi nói chung cái đấu thầu này cũng nhiều vấn đề nha. Thì cũng có cái quan điểm rồi, thấy rồi, thấy rằng là nó là một cái những cái mà phải giải quyết. Nên có cả chính sách về dược cho cái cuộc đấu thầu này. Bây giờ nói
cái khả năng, cái năng lực của ngành dược chúng ta là vẫn còn thấp lắm, kém. Thuốc chúng ta chỉ là thuốc phần lớn chúng ta nhập nguyên liệu vào, xong rồi chúng ta pha trộn, chúng ta chế biến, chúng ta đóng gói, chúng ta phân phối, chúng ta sử dụng thôi. Cái thực chất của cái nền công nghiệp đó là nền công nghiệp chế biến chứ không phải là nền công nghiệp sản xuất. Sản xuất là anh phải làm chủ được nguyên liệu, anh có nguyên liệu, anh làm ra nguyên liệu, và từ nguyên liệu đó anh làm ra thành phẩm là thuốc. Đấy, thì mới gọi là ngành công nghiệp dược. Ngành dược thì chúng ta cũng có, chúng ta chỉ có là có những cái thuốc giống như là thuốc y học dân tộc, thuốc cổ truyền, thì chúng ta chủ động được cái nguyên liệu nuôi trồng những cái gì vân vân, nếu có nhập thì nhập ít thôi, ít thôi. Thì đấy, cái khó khăn của chúng ta trong vấn đề chúng ta không có một cái ngành hóa dược hiện đại. Nếu mà không có ngành hóa dược hiện đại thì chắc chắn là sẽ không có cái ngành, có ngành công nghiệp dược. Chưa kể kháng sinh đi, nhà máy kháng sinh thầy qua 8 đời bộ trưởng rồi, ông bộ trưởng nào cũng nói là phải phát triển và xây dựng cái nhà máy kháng sinh. 8 đời bộ trưởng, mỗi bộ trưởng cứ trung bình là 5 năm, 35 năm, 5, 3 năm, 8, 40 năm nay chưa có một cái nhà máy kháng sinh nào. Đấy, cái COVID đó, kháng sinh mà kháng COVID đó, Monopiravir đó, phải nước ngoài họ cho, ta có đó. Còn kháng sinh nói chắc bình thông thường Việt Nam, như cái loại thông thường nhất cũng là nhập nguyên liệu vào, xong rồi cho thêm tá dược, trộn thêm cái này, trộn thêm cái kia, xong đóng viên rồi. Sử dụng thôi, phân phối sử dụng thôi. Đó là công nghiệp chế biến chứ không phải là công nghiệp sản xuất. Thôi để nói là chúng ta biết rằng là cũng phải có cái chính sách, phải có sự cương quyết, kiên định, cương quyết và phải mạnh mẽ thì chúng ta mới phát triển được cái ngành dược của chúng ta. Mà hãy nói là không có nhà máy kháng sinh, không có chủ động về nguyên liệu và dược thuốc là rất nguy hiểm. Khi có thảm họa xảy ra, khi có chiến tranh xảy ra thì chúng ta thấy rồi, ngay trước mắt chúng ta thấy rồi, thảm họa xảy ra, đại dịch xảy ra thì chúng ta thiết bị không có, vaccine không có, cái kit để mà thử thử test phát nguyên đó, test nhanh cũng thiếu vân vân, cái gì cũng phải nhập hết. Đó này là cái ví dụ, cái bằng chứng để chúng thấy là chúng ta hết sức bị động. May các nước nó còn cho chúng ta, nó còn cho chúng ta mua, chúng ta còn nhập khẩu được. Nhưng trong trường hợp không nhập khẩu được, không có nước nào nó hỗ trợ thì sẽ ra sao? Thì trong thời gian tới thì các chính sách và quan điểm cũng như giải pháp để nâng cao ngành dược ra là phải hết sức là tập trung đầu tư vào cái ngành này, hết sức là lớn, nhưng mà không phải dễ đâu, vậy đó. Phải lâu dài kìa, những ngành hóa dược chúng ta còn kém lắm. Dược khoa học và hóa dược rất ít người học, mà đã học rồi cũng không ra, có không không có đất để dụng võ, có đất để dụng võ. Dược phải đòi hỏi nghiên cứu chứ, phải sản xuất. Rồi trong ngành y học cổ truyền thì chúng ta phải phải có những cái quan tâm phát triển cái ngành ngành dược y học cổ truyền. Khám và điều trị không dùng thuốc, rồi những cái bài thuốc chúng ta có những cái đơn thuốc, bài thuốc đó, rồi những cái dược liệu chúng ta không có,
sân sân cao lên, sân ca sân gì, sân có một số loại thuốc nó cũng có giá trị. Vừa rồi chúng ta nói là đưa cái xuyên tâm liên vào để điều trị, cái cục y học cổ truyền và Bộ Y tế cho phép đưa xuyên tâm liên vào điều trị COVID, cái này còn phải xem xét lại nữa nhé. Buôn lậu thuốc này, nhập thuốc tràn lan này, vân vân các thứ này. Rồi hành gian hành giả này, rồi vân vân các thứ, hành gian hành giả thì tràn lan nhiều lắm. Cái vụ VN và Ma là cũng là vụ mà nổi đình nổi đá, mấy tay ra tòa, sắp tới làm giấy ra tòa tiếp tục, có liên quan đến cả cái cục cục quản lý dược của Bộ Y tế đấy. Tăng cường cái kiểm soát chất lượng các thuốc nhập khẩu đi, thuốc nhập khẩu, nguyên liệu nhập khẩu, dược liệu, những cái đó chúng ta nhập hết. Nhưng bây giờ làm sao để giảm dần cái nhập nguyên liệu khó. Đây nha, đây là một số những sách về thuốc đây, trong cái chính sách quốc gia về thuốc đó mà Bộ Y tế ban hành đó, công bố đó, thứ nhất là chính sách về thuốc thiết yếu. Thuốc thiết yếu là những thuốc không thể thiếu, thuốc không thể thiếu phải có trong nước, không cần biết sản xuất trong nước hay là nhập, nhưng mà anh phải có dự trữ thuốc thiết yếu, anh phải có danh mục này, để ngay cả danh mục thuốc thiết yếu là nói thuốc có sẵn để phòng ngừa những cái thảm họa thiên tai xảy ra nếu có, gọi thuốc thiết yếu. Thuốc mà bất cho tất cả các loại bệnh đã rồi, mà khi có mắc bệnh thì phải có thuốc, thì đó gọi là thuốc thiết yếu. Hai là thuốc generic, là thuốc mà hết bản quyền rồi đó, người dân phải sử dụng, khuyến khích sử dụng những thuốc nó không có bản quyền thì nó rẻ, trả tiền hết bản quyền rồi đó nè. Rồi danh mục thuốc bảo hiểm y tế, rồi chính sách về dược liệu nhé, chính sách về dược liệu, thuốc y học cổ truyền, rồi chính sách về cái phân phối. Rồi chính sách phân phối rồi tiếp cận của người dân đối với thuốc, tăng cường cái quản lý nhà nước, tăng cường quản lý nhà nước đối với thuốc nha. Ví dụ như nói là đấu thầu tập trung, công khai, minh bạch, chống buôn lậu hàng gian hàng giả, thế là tăng cường cái vai trò quản lý nhà nước trong ngành dược. Rồi huấn luyện sắp xếp là các nguồn lực trong ngành dược, nhân lực nhân vật, tất cả những cái chính sách nó nằm trong cái chính sách quốc gia về thuốc của Bộ Y tế đấy. Sáu là chúng ta đổi mới cái cơ chế quản lý các dịch vụ cung cấp, đổi mới cái này cũng rất nhiều đây. Thế thì là chiều nay chúng ta sẽ nói đến cái CDC nhé, sáp nhập các trung tâm dự phòng lại đấy, rồi chúng ta nói đến hoàn thiện cái hệ thống các tổ chức y tế nha,
Ta để hội nhập thôi. Ta sẽ có một sắp xếp lại, chúng ta có một số những cái bệnh viện có thể gọi là liên thông, bệnh viện mà có thể ví dụ như Chợ Rẫy điều trị bước đầu đưa qua Singapore điều trị, cái là cũng một cái cách quản lý. Thì chúng ta hội nhập với một số bệnh viện của Singapore hiện nay đang làm Chợ Rẫy là tiếp nhận bệnh nhân bước đầu về Chợ Rẫy điều trị giai đoạn 1, giai đoạn 2 là đưa qua Singapore điều trị nên vẫn cái tính số bệnh thôi. Xây dựng một cái hệ thống y tế là nó đồng bộ từ trung ương xuống tới địa phương cơ sở nha, cơ sở. Nhà nãy có nói là chúng ta quản lý theo hành dọc, cái hành ngang, rồi chúng ta sắp xếp lại cái các đơn vị của cái hệ dự phòng CDC đó. Chúng ta sắp xếp những đơn vị kiểm nghiệm, ta có những đơn vị kiểm nghiệm và kiểm định sắp xếp lại. Nhưng cái này thì anh có cái dự thảo về cái thuốc và thực phẩm FDA. FDA là của Mỹ là cơ quan quản lý thuốc và mỹ phẩm, thuốc và thực phẩm. Thì Việt Nam chúng ta cũng đang cố gắng xây dựng cái dự thảo để sắp xếp lại, cũng giống theo cái mô hình giống Mỹ đó, FDA của Mỹ, cơ quan quản lý thuốc và mỹ phẩm, thuốc và thực phẩm. Nên cái những giải pháp về sắp xếp là cái hệ thống tổ chức các cơ sở y tế của Việt Nam và đổi mới cái cơ chế quản lý. Chúng ta có cái sắp xếp cái các chuyên môn kỹ thuật, chuyên môn kỹ thuật theo ba cấp trung ương này, tỉnh này, thành phố này, và quận huyện nha. Quận huyện là bao gồm luôn xã phường đó. Trạm y tế bây giờ trực thuộc cái trung tâm y tế quận huyện, như thế gọi là ba cấp. Chúng ta xây dựng cái chuyên môn kỹ thuật cho ba cấp. Rồi ở trạm y tế thì gắn với cái chăm sóc sức khỏe trường học, như bác sĩ, giống như ta gọi bác sĩ gia đình. Rồi trong bác sĩ gia đình đó, thì trạm y tế thì gắn với quản lý cái sức khỏe cho học sinh trường học, xây dựng cái hệ thống cấp cứu. Cái này cũng mới vừa phục hồi rồi, trước nó gọi là một năm đó, bây giờ xây dựng cái hệ một năm vừa công lập và cho cái hệ thống tư nhân tham gia cái một năm. Chúng ta sắp xếp lại cái hệ thống các bệnh viện. Chúng ta có những cái bệnh viện của các ngành, ví dụ như là bưu điện này, giao thông này, cao su này, vân vân cái thứ. Thế thì bây giờ giao về cho Bộ Y tế quản lý, cho ngành y tế thì thống nhất là Bộ Y tế quản lý. Chỉ để lại những cái bệnh viện của quân đội, cái này của công an thôi, của cảnh sát công an thôi. Còn những cái ngành khác, những cái bộ khác phải giao các bệnh viện của các ngành khác, dầu khí cũng thế, giao về cho Bộ Y tế quản lý. Nhưng Bộ Y tế cũng không quản lý đâu, giao cho địa phương quản lý. Nên Bộ Y tế chỉ quản lý
giao về cho các sở y tế quản lý thôi, tỉnh thành phố quản lý. Còn bộ y tế chỉ quản lý một số những cái bệnh viện đầu ngành, bệnh viện lớn đầu ngành, ví dụ Bạch Mai, Chợ Rẫy, vân vân, là những bệnh lớn. Những bệnh viện nhỏ thì giao về, cũng giao về cho sở y tế các tỉnh thành quản lý, sắp xếp lại. Còn đối với địa phương thì yêu cầu là phải có cái bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh, phải hoàn chỉnh những cái bệnh viện đa khoa xong rồi mới tính tới cái bệnh viện chuyên khoa. Nó yêu cầu là thế, bệnh viện đa khoa chưa hoàn chỉnh thì đã thành lập cái bệnh viện chuyên khoa, nó thành ra là nó quá tải overload, là quá sức. À, ông đâu ra đâu đấy. Nên ta cũng thí điểm làm những cái chuỗi bệnh viện, ví dụ như chuỗi giống như là trong ngành công nghiệp chúng ta có chuỗi thực phẩm, rau, một cái loại rau nào đó nó gọi là theo chuỗi đó. Thì chúng ta ví dụ như bây giờ cái bệnh tim mạch thì chúng ta có một cái chuỗi từ trung ương đến địa phương, rồi nếu mà về cái ghép đấy, cái ghép tạng đó, thì chúng ta cũng có một cái chuỗi từ Bạch Mai hay Việt Đức gì đấy, rồi xuống trung ương Huế, rồi đến thành phố Hồ Chí Minh là Chợ Rẫy vân vân, rồi Nhi Đồng 2 đấy, thành cái chuỗi bệnh viện để hỗ trợ nhau trong một số lĩnh vực, gọi là chuỗi bệnh viện. Nó đang làm rồi. À, thôi chúng ta còn tí các bạn xem nhé. À, chiều chúng ta tiếp tục ta nghỉ ở đây. Có chiều mấy giờ học thầy? Chiều 1:30 đi nha. Mà 1:30 bắt đầu. Em chào thầy.